Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã trồng được khoảng 35.900 ha rừng tập trung. Bình quân mỗi năm toàn tỉnh trồng được từ 6 đến 7.000 ha, chủ yếu là rừng sản xuất với loài cây keo tai tượng thực sinh chiếm 90%. Mô hình kinh doanh gỗ lớn dần được quan tâm phát triển. Năm 2019 có 525 ha, đến năm 2023 đã có khoảng 20.000 ha, tăng gấp gần 20 lần. Để giữ vững đà tăng trưởng về phát triển trồng rừng, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung quy hoạch các vùng rừng trồng có giá trị kinh tế cao, quan tâm đầu tư ngân sách cho bảo vệ và khoanh nuôi trồng mới và trồng nâng cấp rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo hướng bền vững, khuyến khích tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế, đầu tư phát triển rừng sản xuất theo hướng thâm canh, kinh doanh tổng hợp, tạo thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, lồng ghép nguồn vốn các chương trình dự án để đầu tư cho trồng rừng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 36.150 tỷ đồng, tăng 16,14% so với cùng kỳ năm 2024 và bằng gần 49% so với kế hoạch năm. Theo đánh giá của tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh không có biến động lớn, có 5 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá với tổng số tiền doanh nghiệp tự bình ổn là 50 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn hành vi đầu cơ găm hàng tăng giá được đẩy mạnh. Các hệ thống phân phối bán lẻ thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá nhằm thúc đẩy tiêu dùng. Hiện nay, Ủy ban dân tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường, củng cố phát triển thị trường truyền thống và khai thác thị trường xuất khẩu mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, tích cực ngăn ngừa buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, dịch vụ, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đối với các mặt hàng thiết yếu của nhân dân để có biện pháp có thể đảm bảo đủ lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu. Trong những năm gần đây, thành phố Hòa Bình đã tích cực đa dạng hóa các loại hình đào tạo gắn dạy nghề với giải quyết việc làm, từng bước nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động. 6 tháng đầu năm 2024, thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức mở được 6 lớp đào tạo nghề với tổng số 122 học viên tại các xã phường, chủ yếu tập trung vào các ngành nghề như trồng trọt, chăn nuôi, may công nghiệp, mây che đan, cơ khí. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố Hòa Bình đạt 74%. Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ chiếm 51%. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình còn tích cực phối hợp với các doanh nghiệp công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động có số lượng lớn để giới thiệu việc làm cho người lao động. Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thành phố đã giải quyết việc làm mới cho gần 2.500 lao động, đạt 59% kế hoạch năm 2024. Cùng với đó, các chính sách giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt trên cơ sở lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Hòa Bình giảm xuống còn 1,06%, hộ cận nghèo còn 1,33%. Năm 2024, huyện Kim Bôi phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm xã Kim Lập và xã Xuân Thủy, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Nam Thượng và Đông Bắc. Để đạt được mục tiêu đề ra 6 tháng năm 2024, huyện Kim Bôi đã tích cực huy động các nguồn lực từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác, vốn huy động từ doanh nghiệp và vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư được trên 500 tỷ đồng. Nguồn vốn này được huyện Kim Bôi ưu tiên đầu tư cho các xã, phấn đấu về đích năm 2024, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Tính đến tháng 6 năm 2024, bình quân tiêu chí nông thôn mới của huyện Kim Bôi đạt 14,9 tiêu chí một xã, có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Kim Bôi đang tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, đồng thời tuyên truyền vận động để người dân tích cực tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai nhiều dự án chương trình với nhiều hình thức hỗ trợ hội viên nông dân, đặc biệt là tổ hợp tác xã, ứng dụng chuyển đổi số để quảng bá và giới thiệu sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Trong đó, các cấp hội đã tổ chức 6 lớp tập huấn chuyển đổi số, hỗ trợ các hộ sản xuất đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử cho trên 400 hội viên,
vận động hướng dẫn hỗ trợ 773 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử. Cùng với đó, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ hướng dẫn xây dựng thành công 34 mô hình trình diễn về sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt chất lượng cao như rau xanh, rau hữu cơ, chuối vi ba, cây cỏ ngọt ở Lương Sơn, cà gai leo, bưởi diễn huyện Yên Thủy, rau su su huyện Tân Lạc, gà di Lạc Thủy. Qua đó hỗ trợ hội viên nông dân thuận lợi hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đồng thời góp phần thực hiện phát triển nông nghiệp tuần hoàn thông minh, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp với chuyển đổi số từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, đang được các địa phương tích cực thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động, từ đó tạo được sự gắn bó giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên người lao động. Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024, có phóng sự Hòa bình đẩy mạnh chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động. Công ty cổ phần Toyota Hòa Bình là đơn vị kinh doanh đóng trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng công ty đã thành lập được tổ chức công đoàn. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Hiện nay, 100% công nhân của công ty được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như quần áo, giày, găng tay, khẩu trang, mũ bảo hộ. Không chỉ xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện, công ty cổ phần Toyota Hòa Bình còn đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của công nhân. Khi tham gia tổ chức công đoàn là được nắm bắt các quy định của pháp luật về chế độ công đoàn cho người lao động, đồng thời được tham gia các hoạt động ý nghĩa, thiết thực do công đoàn tổ chức. Công đoàn phối hợp cùng công ty tổ chức các hoạt động vui chơi nghỉ mát, tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, các hoạt động dành tặng các chị em phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 và các chương trình trung thu 1 tháng 6 cho con em đoàn viên. Đồng thời, công đoàn cơ sở phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thành phố có những việc làm thiết thực quan tâm đến đời sống của các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán, đến các gia đình tặng quà và gửi lời động viên nhân dịp Tết đến xuân sang. Qua những việc làm thiết thực này đã thể hiện được vai trò to lớn của công đoàn đến đời sống của người lao động. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 78.000 công nhân viên chức người lao động, trong đó có trên 66.700 đoàn viên sinh hoạt tại hơn 1.000 công đoàn cơ sở. Thời gian qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần. Theo đó, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thu hút được 1.232 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn đã tổ chức tặng quà cho 12.000 lượt công nhân lao động, sửa chữa nâng cấp 4 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 7 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của toàn thành phố. Và thứ hai nữa là chúng tôi tổ chức các cái phong trào thi đua để chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn biển công trình để chào mừng các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi vận động các đơn vị doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn để thành lập công đoàn cơ sở. Chúng tới sẽ đã xây dựng kế hoạch để tổ chức gặp mặt kỷ niệm và biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu. Năm 2025 là năm tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở với chủ đề tập trung đưa nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống. Bám sát chủ đề năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hoạt động, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Nhất là công tác tuyên truyền, vận động để cho đoàn viên người lao động hiểu rõ hơn về chức trách nhiệm vụ của mình trong tham gia, trong tổ chức các hoạt động. Cái thứ hai nữa là tập trung cao động hướng về cơ sở, đi sâu đi sát để nắm rõ tình hình, tâm tư, việc làm, đời sống cũng như tình hình sản xuất kinh doanh để mà hỗ trợ doanh nghiệp cũng như hỗ trợ cho nâng cao đời sống của đoàn viên người lao động. Cái thứ ba là tập trung tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở. Thứ tư nữa là tăng cường các nguồn lực để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho người lao động. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đối thoại, giải quyết kiến nghị của công nhân, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định.
Qua đó, phát huy được vai trò tổ chức công đoàn là chỗ dựa vững chắc, cầu nối giữa đoàn viên, người lao động với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, người lao động yên tâm công tác và cống hiến. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại một số tỉnh đã ghi nhận ca mắc bệnh bạch hầu, trong đó một bệnh nhân ở Nghệ An đã tử vong. Tại Hòa Bình, nhiều năm gần đây không ghi nhận có ca mắc bạch hầu, song trước diễn biến tình hình dịch bệnh, Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình đã triển khai các biện pháp phòng chống, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Chị Bùi Thị Như Quỳnh ở phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình cho biết, khi thấy nhiều người chia sẻ về ca mắc, ca tử vong do bệnh bạch hầu, chị rất lo lắng vì gia đình có cháu nhỏ. Tuy nhiên, khi đến khám tại cơ sở y tế, được tuyên truyền hướng dẫn, chị Quỳnh cũng phần nào yên tâm. Để chủ động phòng bệnh, chị Quỳnh đã tiêm phòng vaccine cho con. Bản thân tôi là đã tiêm đủ vaccine cho con là 3 mũi rồi, cho nên gia đình cảm thấy rất là yên tâm. Và để mà phòng chống ấy thì chúng tôi đã thực hiện cái biện pháp phòng trừ như là vệ sinh cho con này, ăn rửa tay trước khi ăn này và vệ sinh mũi miệng. Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh có các biểu hiện như nuốt đau, mệt, nổi hạch ở dưới hàm, làm sưng tấy vùng cổ, có giả mạc. Vi khuẩn bạch hầu thường khu trú và làm tổn thương đường hô hấp trên, tạo giả mạc dai, dính, khó bóc tách và sinh ra ngoại độc tố gây nhiễm độc toàn thân, gây tử vong do tắc đường thở và viêm cơ tim. Hiện nay để chủ động trong cái công tác phòng chống bệnh bạch hầu ở trên địa bàn thành phố Hòa Bình thì cán bộ của khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các cán bộ làm về công tác phòng chống dịch và tiêm chủng thì đã chủ động phối hợp với trạm y tế xã phường thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân tại hộ gia đình, tại các tổ xóm của dân phố để truyền thông về các cái biện pháp phòng chống bệnh. Ví dụ như là tiêm chủng vaccine này, vệ sinh cá nhân, vệ sinh tại hộ gia đình để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch chủ động. Những năm gần đây trên địa bàn thành phố Hòa Bình không ghi nhận trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với bạch hầu. Tuy nhiên, bệnh bạch hầu là bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Trước thông tin về các ca mắc ở một số tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố, các cơ sở y tế xã phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thực hiện tiêm phòng đủ 3 mũi vaccine bạch hầu cho trẻ dưới 1 tuổi với trên 970 trẻ. Nhóm trẻ từ 18 đến dưới 24 tháng tuổi là trên 630 trẻ. Riêng viêm họng hoặc là những cái trường hợp sốt khác ấy, thì nó thường cũng có cái biểu hiện là đau mỏi các khớp cũng như là có thể là viêm long đường hô hấp trên. Thế tuy nhiên thì mình phải phân biệt được. Nhưng mà cái quan trọng nhất là các cháu phải được tiêm, rà soát lại xem các đối tượng được tiêm hay chưa để mình có những cái khuyến cáo, cũng như là không riêng gì trẻ em mà đến cả người lớn cũng vậy. Bây giờ nó rất là nhiều các loại vaccine, có thể là 3-1, 4-1 hoặc 5-1, đấy, những cái đấy nó rất là tốt, không những bảo vệ được cái sức khỏe cho các cháu cũng như người lớn để làm sao có những khuyến cáo để tiêm nhắc lại để đảm bảo cái sự miễn dịch trong cơ thể. Hiện nay, tiêm vaccine là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu. Ngoài ra, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ.